tiếp chấp 427 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Thử tướng Long nghe vậy thì nhìn chằm chằm cậu mà hâm dọa nói, hứa thất an, ngươi không biết mệnh lệnh của ta sao? Nếu như không biết bây giờ lập tức để cho bọn họ cút về và đảm bảo không ra ngoài nữa, nếu như biết rồi, vậy thì ta cần một lời giải thích. Trần Kiêu thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền giải thích, thử tướng quân, là như vậy, có mấy sĩ binh bị nhiễm bệnh, ti trước giơ tay chịu chói, bất lực phải cầu cứu hứa đại nhân. Thủ lĩnh này không tệ, vừa rất có nghĩa khí, lại vừa rất thông minh. Hứa Thất An trong lòng đánh giá, ngoài miệng lại quát, có nơi cho người nói chuyện hay không, cút sang một bên. Trần Kiêu cúi đầu không lên tiếng nữa, ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích, hứa ngân la đây là muốn đẩy mình ra ngoài. Cảm ơn hứa đại nhân, gian dạy thử lĩnh cấm quân xong, hứa Thất An nhìn chằm chằm thử tướng Long mà trầm giọng nói. Thử tướng quân muốn giải thích, bản thân ngươi đi vào đáy thuyền một chuyến không phải là được rồi hay sao, nếu như có thể ở đó được mấy ngày, Cảm nhận sẽ càng sâu sắc hơn Ta đã quyết định rồi Sau này vào giờ thìn từ đầu cho đến cuối giờ thìn Cấm quân của đáy thuyền có thể tự do ra vào Giờ ngọ từ đầu cho đến cuối Đều có thể tự do ra vào Giờ thân từ đầu cho đến cuối Đều có thể tự do ra vào Tương đương mỗi ngày có thể hoạt động 6 tiếng đồng hồ trên bong thuyền Các binh sĩ nghe đến đây Mặt liền lộ vẻ vui mừng Hưng phấn trao đổi ánh mắt Hứa đại nhân thật đúng là suy nghĩ cho chúng ta Tuy nhiên thủ tướng Long lại thản nhiên nói hứa đại nhân không hiểu dẫn binh. Không nên chỉ trỏ năm ngón, chút khổ cực này thì đã xem là gì chứ. Nếu thật sự lên chiến trường, đến ngay cả đất bùn người cũng phải ăn, còn phải nằm ăn ở trong đống xác nữa. Hứa thất an đối trọi gay gắt, phản bác, thử tướng quân là lão binh ở lâu trên xa trường, dẫn binh ta không bằng ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn nói logic với ta, ta ngược lại là có thể nói với ngươi. Ngươi cũng nói là đánh trận, không phải thời kỳ đặc biệt có thể giống như bình thường, binh ở dưới trướng của thử tướng quân, cũng là ngày ngày ở trong nhà vệ sinh, ăn lương khô trong mùi vị nước đái ư. Những sĩ binh này đều là tinh nhuệ, bọn họ bình thường luyện tập cũng rất vất vả, cũng biết đánh trận là nên đánh như thế nào. Nhưng vất vả và dày vò không phải là cùng một chuyện, nuôi binh một nghìn dùng binh nhất thời, đến ngay cả binh đều không biết nuôi dưỡng. Ngươi làm thế nào mà dẫn binh được, ngươi đánh trận kiểu gì, nói trắng ra những người này không phải là binh của ngươi, ngươi không xem bọn họ như người. Binh sĩ trên bong thuyền nghe vậy thì không khỏi câm phẫn giống to trong lòng, nói rất hay. Thủ tướng Long không xem chúng ta là người mà đối đãi, không phải chính là vì những binh này không phải là của hắn hay sao? Thủ tướng Long lúc này tựa hồ bị chọc giận, hắn biểu tình hung ác chắc vấn, ngươi đang dạy ta làm việc sao, ngươi là cái thá gì chứ? Hứa thất an quay người lại, ngữ khí không vui nói, ta suy nghĩ kỹ rồi, có phải là lần trước chịu thua quá nhanh, để cho ngươi dễ dàng ngạo mạn và đến mức trong lòng của ngươi sản sinh ra nhận biết sai lầm. Thủ tướng Long khinh bỉ hỏi lại, lẽ nào không phải hay sao, tiếng nói vừa dứt hắn bỗng trong thấy hứa thất an xoay người lại tung ra một đá quét tới thử tướng long liền khoanh hai tay đón đỡ phanh một tiếng khí thế nổ thành gợn sóng hắn như là bị công thành mộc đụng chúng hai chân trượt lui phía sau lưng hung hăng đụng vào vách khoang khiến tường gỗ kiên cố soạt xoạt đứt gãy hứa thất an mi tâm sáng lên một chút kim sơn đi đến trước mặt hắn cậu ánh mắt khinh thường nhìn xuống mà gần từng chữ tinh khí của ta rất nóng nảy đấy thử tướng long thử tướng long hai cánh tay đau buốt Ánh mắt khó có thể tin nhìn Hứa Thất An, hắn vậy mà dám động thủ. Nội thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu như đối quyết chính diện, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Ngay lúc này một tiếng tướng quân đầy lo lắng vang lên, vệ đội của hắn tay rút kiếm giận dữ nhìn về phía Hứa Thất An. Bên phía Hứa Thất An hàng trăm cấm quân cũng nhanh chóng cầm thùng phân đứng ra tiếp đón. Hai vị thủ lĩnh ánh mắt tóe điện nhìn chằm chằm nhau, chỉ chờ mệnh lệnh liền xong lên. Đúng lúc tình hình căng thẳng thì một tiếng quát từ bên trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên đều dùng tay hết lại cho ta. Ngự sử của đô sát viện vừa lên tới liền ba phải, một chàng tiếng nói, có gì thì từ từ nói, hai vị đại nhân hà tất gì phải động thủ chứ, đại lý tự thừa liếc nhìn vách tường vỡ ra. Cùng với hiện ra kim thân hứa thất an, âm dương quái khí mà nói, hứa đại nhân thân thủ tốt, thân thần công này e rằng người của cả thuyền cộng lại đều không phải là đối thủ của ngài đâu. Thử tướng Long hung tợn chừng hứa thất an một chút, đem chuyện vừa rồi nói một lần, chỉ vào hứa thất an nói, các ngươi đến rất đúng lúc. Chuyện của sĩ binh chỉ là nguyên do hắn gây chuyện, mục đích thật sự là báo thù bổn tướng quân, mấy vị đại nhân cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Đại lý tự thừa liền nói ngay, trên thuyền còn có nữ gia quyến, sĩ binh không tiện đi lên bong thuyền, bổn quan cảm thấy mệnh lệnh của thử tướng quân hợp tình hợp lý. Bổ đầu của hình bộ lúc này thản nhiên nói, theo như ta thấy, hứa đại nhân chi bằng hãy xin lỗi, cấm quân quay lại đáy thuyền không được ra ngoài, chuyện này xem như bỏ qua tại đây, lần này chúng ta đi đến Bắc Hành thì nên phải đoàn kết. Bên trên bong thuyền xảy ra động tĩnh làm kinh động đến bên trong phòng trà của Vương phi, nàng nghe tiếng mà ra, trông thấy thông hướng trên hành lang bong tụ tập một đám vương phủ tỷ nữ. Nàng nhíu nhíu mày, theo thói quen tra hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhóm tỷ nữ quay đầu nhìn nàng một cái, có chút không vui nói, thử tướng quân và Hứa Ngân La xảy ra xung đột, suýt chút nữa là còn đánh nhau. Mộ Nam Chi nghe vậy trong lòng liền không khỏi bất ngờ, Hứa Thất An. Nàng sau đó lại nghe thấy Hứa Thất An cười lạnh nói, xin lỗi ta là người tổ chức do bệ hạ khâm điểm trên thuyền này ta nói là tính ngự sử của đô sát viện nghe thế liền phản bác ngươi là người tổ chức không giả nhưng trong sứ đoàn không phải ngươi nói là tính nếu không thì cần chúng ta để làm cái gì bổ đầu của hình bộ cũng gật đầu ý chỉ của bệ hạ là tam tư và đả canh nhân hợp tác phá án hứa đại nhân muốn gây chuyện vậy thì tha cho bổn quan không thể công nhận thấy thái độ hống hách kẻ sướng người họa của hai tên này hứa thất an liền tức giận quát các tướng sĩ nghe lệnh bổn quan thân là người tổ chức phụng thánh chỉ đến bắc cảnh điều tra vụ án chuyện liên quan đến trọng đại vì để đề phòng có người tiết lộ bí mật làm loạn bây giờ đuổi những người không liên quan và thử tướng long lời vừa dứt một nhóm đồng la liền cầm chặt đao trong tay mà lao đến bọn họ thân thủ nhanh nhẹn mà bao vây đám người thử tướng long lại đồng thời rút đao ra hướng về phía bọn họ mà ra lệnh không được phép cử động lập tức cút xuống thuyền thử tướng long thấy vậy cũng không có một chút sợ hãi mà còn cười nhạo khinh thường Hứa thất an, dựa vào mấy đồng la thì muốn đuổi ta đi. Ngươi khó tránh khỏi là quá ngây thơ rồi đấy. Những cấm quân lúc này một mặt do so dự nhìn nhau, sau đó không một lời mà theo chân Trần Kiêu rời đi. Nhìn hứa thất an chỉ còn một mình đứng tại giữa bong thuyền, thử tướng Long không nhịn được mà cười nhạo. Nhìn những cấm quân này của ngươi đi, ngươi ra mặt cho bọn họ. Thật sự ra tay có thể có một người chống đỡ cho ngươi hay sao? Tuy nhiên hắn vừa dứt lời thì bên dưới khoang thuyền bỗng truyền đến tiếng chân dồn dập khiến hắn không khỏi giật mình khó hiểu. Trần Kiêu cầm chặt đao quân dụng trong tay chạy đến bên cạnh Hứa Thất An, đồng thời trầm giọng nói: "Rút đao, người nào to gan không dám nghe lệnh của Hứa Ngân La, tất cả đều sẽ xử lý như phản tặc." Thủ tướng Long sắc mặt biến hóa lùi lại, phẫn nộ quát: "Các, các ngươi muốn tạo phản sao?" Hắn quay mặt về phía bên trong khoang thuyền, gầm nhẹ nói: "Dương Nghiên, đả canh nhân các ngươi muốn tạo phản hay sao? Bổn tướng quân cùng với sứ đoàn đồng hành là khẩu dụ của bệ hạ." Dương Nghiên thanh âm theo bên trong khoang thuyền truyền ra, Ngữ khí lãnh đạm bảo, lắm lời. Cái gì mà khẩu dụ? Ta không biết chuyện này. Thủ tướng Long nghe vậy thì tức đến nghẹn họng. Hắn sau đó cũng buôn lõng bàn tay đang siết chặt đến rung rẩy của mình mà nghiến răng nghiến lợi hỏi: Ngươi muốn thế nào? Hứa Thất An từng bước một đi đến, giọng kiêu ngạo nói: Ba chuyện. Một, quyết định vừa nãy của ta vẫn như vậy. Các sĩ binh mỗi ngày sẽ có ba canh giờ đều là thời gian tự do. Hai, nhớ kỹ thân phận của ta. Trong sứ đoàn không có nơi để cho ngươi nói chuyện. Có đủ rõ ràng chưa? thử tướng long trầm mặt chậm rãi gật đầu hứa thất an đưa ngón tay chỉ vào giáp ngực hắn cười lạnh nói thứ ba xin lỗi lão tử đi trong chốc lát thử tướng long sắc mặt hơi có vặn vẹo thái dương gân xanh nhô lên gương mặt cơ bắp co rúm nhưng vì nghĩ đến nhiệm vụ hộ tống vương phi liên quan đến chuyện trọng đại không thể làm theo cảm tính nên hắn cuối cùng vẫn là phục nhuyễn mà thấp giọng nói hứa đại nhân đại nhân có đại lượng đừng so đo với ta hứa thất an cười hắc một tiếng hiểu chuyện